một không gian nhẹ nhàng tươi sáng. Quán ATM Coffee nằm ở mặt đường số 280 Hàng Kênh sẽ là điểm đến lý tưởng với những tâm hồn yêu nghệ thuật, từ hương vị của đồ uống đến không gian mà quán đem lại. Được bài trí với không gian rộng rãi, thiết kế chỉn chu tỉ mỉ từng ngóc ngách với phong cách hiện đại mới mẻ, ATM Coffee mặc cho mình lớp áo đầy chất thơ với nhiều góc check-in siêu đẹp thu hút nhiều bạn trẻ. Không chỉ vậy, đồ uống của quán là thứ dễ uống, khó quen với hương vị độc đáo từ nguồn nguyên liệu đa dạng, được chọn lọc kỹ càng như xoài dưa kem tươi, xoài xay kem tươi và trà mãng cầu, tạo nên những thức uống hiện đại hấp dẫn. ATM Coffee thực sự là nơi chân ái để tụ họp cùng bạn bè và gia đình mỗi khi ra phố. Cảm giác vui vẻ hài lòng là món quà mà ATM Coffee mang tới cho mỗi khách hàng khi ghé thăm quán.